Hello, Hồng Mai chào mọi người. Và tiếp đến hôm nay Hồng Mai cũng xuống chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và luôn bình an nha. Và hôm nay Hồng Mai xin chia sẻ anh em một con quay RS. Xe rất là đẹp nha anh em ha. RS rất là đẹp ha. Áo tem zin theo xe nha anh em. Còn hai chìa khóa theo xe luôn. Hai chìa khóa theo xe luôn nha. Xe này là 4 số một chủ ha. Còn những xe đẹp xe chức chia sẻ cho anh em đi cái Tết này à, rất là đẹp luôn anh em. Con này là 206 nha anh em. 206 nó không có dĩ ngoài nha ha, em nên nhớ nha. Cái này ốc tán 7 màu, hai chìa khóa zin theo xe. Và xe này chạy đúng là 41.000 nha anh em. 41.000 ha. Anh em coi cái là những cái công tắc của nó anh em. Còn màu hết ha. Kim đỏ ao ha. Chén cổ cũng chưa mở, chưa canh chỉnh nha. Những cái nguyên lý căn bản của Học Mang lựa những cái xe là phải như vậy nha. Đó, chẳng ba. Chén cổ chưa thay, chưa xiết luôn. 7 màu ha. Sườn rất là đẹp nha anh em. Sườn rất là đẹp. Anh em có cái dè nè. Dàn áo của nó là chịu không nổi anh em ơi, rất là đẹp luôn. Có cái cặp cánh ngoài nó hơi bị chày nhẹ nha anh em ha. Phù còn đát nha anh em. Ốc tán 7 màu nha anh em, phù còn đát nha anh em ha. Phục còn đát luôn á, hai bên luôn nha anh em. 7 màu. Căm luôn em. Căm liền theo xe Goxy nha ha. Tán chịu không nổi đâu anh em ơi, rất là đẹp luôn. Xe này xe chuẩn nha. Máy cũng cực kỳ bốc. Êm. Đầu nồi chưa rớt nhưng mà rất là bốc mà rất là khỏe nha. Ha. Xăng zin theo xe, đi xe sạc cũng vậy nha anh em. Bùi đề nó hơi dơ nha, anh em về chịu khó rửa nha. Hồng Mai mới xịt dầu nha anh em. Hàng nóng hỏi luôn đó, lấy về xịt dầu đó. Anh em coi ốc của nó nè, dơ anh em. Về chịu khó rửa nha ha, xịt dầu thôi nha anh em. Cờ đầy đủ luôn ha, rất đẹp. Dàn bạc nồi nè. Đó. Bị ba chỗ này nha anh em, nhưng mà rất là đẹp nha. Lốp nhôm rất là đẹp, chỉ có bạc miếng nhựa nó hơi bị bạc thôi nha. Ốc tán còn màu hết. Bàn ươm ở đó đó anh em. Đó, lò xo chống đứng nè, thấy không, mới xịt dầu thôi nha anh em, về chịu khó rửa ha. Chống đứng cũng vậy nha anh em. Tem cũng còn nguyên, không có bị nứt bể ha. Chày chày cũng có nha anh em. Giấy yên zin luôn nha. Cao su zin nha anh em ha. Nè, sơn zin còn nè. Còn màu hết. Ti 7 màu luôn anh em. Bô như cây kiếm. Bô như cây kiếm nha anh em. Cắm nè, bạn ươm đó, cầm 7 màu anh em có thấy không, rất đẹp nè, bạc lóc nè anh em, không có một miếng dợp nhẹ luôn nha, thấy không? Trời ơi, còn màu ở trên anh em ơi, rất là đẹp, quá đẹp anh em ơi. Xe này bô anh em coi, bô nè đen mung anh em đó, quá đẹp xe. Anh em lấy con này top đi chơi xa ok luôn nha anh em. Quay qua hướng này nó đẹp lắm. Nó đủ sáng anh em, nó hơi dơ á. Anh em về chịu khó rửa nó có thể đẹp đẹp hơn nữa nha, rất là nhiều luôn nha anh em. Tay thắng zin ha. Rồi tới hướng bên đây nha anh em ha.
như mới. Anh em chơi xe phải hiểu nha. Mình những cái vấn đề này phải hiểu nha. Mình hiểu mình mới dám mua những chiếc xe cổ nha. Những cái chức nền của nằm ở đây nha anh em ha. Cái này nó hơi bị chạy xíu nha anh em ha. Cắm đi vẫn còn màu. Ốp tán vàng ươm anh thấy không? Bảy màu hết. Đẹp quá anh em ơi. Quá đẹp. Anh em coi nè. Anh em chơi xe phải hiểu nha. Đó, những cái này là những cốt nền của nó đó. Trắng sáng không? Vàng vàng thấy không? Đó. Cái này mà nó xuống xét xuống đồ là rất là nhiều nha. Đi rất là tệ nha anh em ha. Rất đẹp. Ốc mỡ gà luôn nha anh em. Lóc mâm lửa rất đẹp nha anh em. Không có bị dợp bị bung. Con xe này anh em chơi mới sướng nè. Cổ bô nè. Nó còn vàng vàng nha anh em chịu khó về rửa nó sẽ mới hơn ha. Chức nền của nó nằm đây hết. Chống đứng anh em. Về cui. Chức nghiêng cũng vậy nha anh em. Anh em chơi xe phải hiểu nha. Chức nền nằm ở đây nữa nha. Vàng vàng còn vàng vàng sáng sáng là ok ha. Còn đen thui sắc nghẹt ra đi là tệ lắm nha anh em ha. Nguyên bản nha, sườn gầy cui. Cao su zin vẫn còn. Cặt te. Cặt te nó bị chạy vô này nha anh em ha. Cặt te nó hơi xấu nha. Cặt te hơi xấu ha. Nhưng mà Hồng An có cặt te mua cho anh em luôn nha. Anh em nào thích Hồng An mua cặp te luôn nha. Liền coi si. Màu hết trơn nè. Rất đẹp nha anh em. Xem bên đây nè. Rồi ok, mở yên anh em ơi. Thả chìa khóa nha anh em. Rồi mở lên. Ok. Yên viên anh em. Ta lấy 6 nha anh em ha. Bắp yên da yên vẫn còn nha. Cùng xăng như cây kiếm. Trời ơi đẹp quá anh em ơi. Cái chút của nó anh em. Ốc nè. Hình sườn của nó nè. Quá cập. Chìa khóa zin nó còn anh em ha. Đây nha, hai chìa lận nha xe này. Rồi không ăn nổ máy luôn nha. Đẹp. Đây là cánh của nó nha anh em. Cánh của nó nè. Thấy không? 206 nha anh em. Thấy không? Áo 206 theo xe hết trơn nha anh em ha. Cũng vậy luôn nha. 206 luôn nha. Thấy không? Cánh nó ngoài nó hơi bị chạy nha anh em ha. Mặt nạ ok. Rồi như vậy nha. Nổ máy. Con xe đáng để anh em chơi cái Tết này á, giá thành cũng hợp lý nha. 17 triệu nha anh em, bao hồ sơ ha. Nhưng mà anh em qua Tết mới rút nha. Qua Tết mới rút gốc được nha anh em. Giờ không còn thời gian để rút nha anh em ha. Nghe tiếng nha. Máy bịch bô nha anh em. Máy đặt chuẩn 95% nha anh em. Máy như xe đạp điện là có nha anh em ha. Bịch bô đó không nghe tiếng nha. Xe là không, nói chung là không kêu, không giọng, không ré, không xào. Đang nguyên bản
đạt chuẩn 95% nha anh em. Không xè đâu nha anh em, không có hước nha anh em. Nói chung là không có một tiếng động lạ trong cái máy luôn nha. Còn zin nè, bạn hết, nó hơi dơ nha. Tết rồi không có thời gian rửa nhiều đâu, không ăn chỉ có xịt dầu thôi. Rồi tinh sơ anh em về xử lý nha anh em. Chuẩn nha anh em. Đó. Nồi chả nhẹ nhẹ cốc cốc nha anh em. Máy chuẩn ha. Đồ như mới ha. Ghê lắm anh em ơi. Rất là chuẩn luôn. Máy khỏi bàn ha. Nói chung là kênh xe máy học mang anh em mua được xe bên đây là cũng nói chung là một cái duyên nha anh em ha. Không phải ai cũng là có duyên mua được xe của xe máy Hồng An đâu. Cái duyên đó nha anh em. Vì mua xe được bảo hành 1 năm ha. Trước tiên là anh em được cái lợi thế là bảo hành 1 năm về máy rồi. Đó. Nên ra anh em không còn gì để đắn đo. Thứ hai là bảo đảm đầu nồi chưa rớt ha. Bao máy zin. Bảo hành 1 năm về máy thì cái đó là một cái duyên nha. Không phải ai cũng mua được cú kênh xe máy Hồng An độc lạ trước Sài Gòn đâu nha anh em. Anh em biết đến kênh là cũng là một cái duyên đó ha. Hồng An dám là khẳng định tự tin là anh em đến với Hồng An là một cái duyên thôi. Mà nói chung là duyên là duyên lành nha anh em ha. Duyên lành, duyên tốt nha. Anh em mà không kết được cái duyên lành thì rất là phí nha. Rất là phí đó. Rất là tiếc cho anh em luôn nha. Sợ anh em kết nhầm những cái duyên mà không có lành đó. Mua về chỉ có hư chỉ có sửa thôi ha. Tiền mất thì tật mang luôn nha anh em. Và số điện thoại của Hồng An là 036 nè 8888383 0939 57435 nha anh em. Anh em nhớ đăng ký và nhớ nhấn nút chuông nha. Thì mỗi ngày Hồng An đều làm những cái chiếc xe, đăng những chiếc xe mới chất lượng chia sẻ cho anh em. Xem anh em nào có cái duyên được sở hữu chiếc xe đó nha. Anh em mà không có nhấn nút chuông á lỡ bị trễ cái duyên đi nha. Số lượng xe chỉ có một thôi ha. Những chiếc xe này Hồng An kiếm cũng khó lắm anh em. Kèn vẫn ok anh em ạ. Xi nhan. Đèn rất đẹp anh em ơi. Đẹp quá anh em. 17 triệu quá rẻ nha anh em ha. Bao hồ sơ cho anh em. Một con xe chất lượng nha anh em ơi. Máy khỏi bàn luôn. Máy nè. Quá dữ rồi. Cái xe đạp điện là có nha anh em ha. Kiếm không ra đâu, những con xe mà máy như vậy anh em kiếm khó lắm. Nhưng mà đối với Hồng An thì cái tiêu chí lựa xe cho anh em chất lượng là hàng đầu ha. Có pha đủ không? Rồi. Đầy đủ luôn nha anh em. Trong xe không thiếu thứ gì hết. Không thiếu thứ gì hết nha anh em. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem clip hôm nay nha. Con xe này là 17 triệu bao hồ sơ cho anh em. Đó. Con rim lùng này là ngày mai đã bàn giao cho ông anh mình ở dưới Bình Dương. Lên lấy chiếc xe này không ăn đã ráp hết trơn cho ông anh mình luôn nha. Rim lùng đã chốt cũng đã lâu. Và tiền bạc cũng đã chuyển đủ rồi. Ngày mai là ngày tốt. Hồng An sẽ bàn giao cho ông anh mình chiếc xe này. Ông anh mình nhờ Hồng An xử lý lại cái thùng xăng nó hơi bị dợp đó anh em. Xăng Hồng An giải quyết luôn cho nó dứt điểm. Rất đẹp anh thấy không? Thì khi anh em mà cần xử lý những cái gì đó, Hồng An sẽ có cơ hội, Hồng An sẽ làm giùm cho anh em luôn à. Anh em cần tư vấn hoặc sửa những thứ gì, thay thế những món nào, Hồng An sẽ làm cho anh em luôn. Cho đúng với cái trách nhiệm nha. Tiền bạc cũng đã chuyển đủ. Anh em nhờ Hồng An xử lý thì Hồng An cũng sẽ xử lý luôn. Trách nhiệm là trên hết nha. Làm lại rất là đẹp ha. Hồi bữa là nó hơi bị xét anh em thấy không? Nó chốc thùng xăng nó chốc đây nè. Hồng An làm luôn cho ông anh mình luôn. Ông anh cũng là kết nghĩa anh em á ở Bình Dương. Xe đã xong rồi, hồ sơ cũng đã có xong hết. Mai là bàn giao. Rất là đẹp, yên nè, yên zin luôn nha anh em.
là hoàn hảo anh em, rất là đẹp anh em ha. Xử lý xong hết, chia sẻ lại cho cái kênh thôi, kỷ niệm anh em. Rất là hoàn hảo, đẹp ha anh em ha, giá hợp lý lắm anh em, chơi được ha. Máy khỏi bàn luôn, máy cọp nha anh em, máy này cọp lắm, ốc tán bàn ươm anh thấy không, đầu nồi chưa rớt, máy chuẩn nha, rất đẹp nữa. Máy là như xe đạp điện anh em, rất là đẹp luôn. Tem áo zin nè, giá rẻ nha, chỉ có 2x thôi. Chia sẻ cho ông anh Bình Dương mình kết nghĩa anh em rồi. Nói chung ông anh này cũng lấy hôm nay cũng rất là nhiều xe ha. Hôm nay chia sẻ tiếp cái năm nay, cái duyên cuối cùng của một cái năm, lấy cái lọc may mắn thôi. Xe rất đẹp. Rồi ok, bye bye mọi người đã xem clip hôm nay nha. Bye bye.